Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là một loại dừa, đó là dừa tam quang. Đây là một loại dừa mình thấy là khá ít người trồng. Và hiện tại thì nhà của mình kế bên thì có một cây, nên nay mình sẽ làm video cho các bạn xem loại dừa này. Cái bồ này á, thì quả của nó thuộc dạng là hơi to, với lại da của nó thì nó cũng không được đẹp cho lắm. Nên chúng ta sẽ dùng để uống hoặc là chúng ta sẽ dùng để chế biến những cái món ăn nào cần đến nước dừa, chúng ta sẽ cho thêm vào. Còn đây là những quả Ăn nhỏ nhiều còn á. non. Những loại quả này á thì thường là nó sẽ dùng để được cúng hoặc là để trưng những dịp Tết. Thì chúng ta sẽ cắt ra như thế này vì nó trưng. Vì thứ nhất là nó nhỏ gọn, thứ hai là da của nó còn non nên rất là đẹp. Hiện tại thì hai này sau khi cắt xuống á thì anh sẽ cắt những cái trái nhỏ như thế này. Họ cắt ra và sau đó họ bỏ vào trong những cái bọc xốp, những cái bao xốp màu vàng như thế này. Đó, sau đó chúng ta sẽ đem bán để cho mọi người đem chưng. Những cái quả như thế này Quả á mẫu dừa thì hết trời. giá của nó thì ở chỗ mình á thì là khoảng là 15 đến 25 nghìn một quả. Và khi chúng ta cắt cái cuống của nó thì lúc nào chúng ta phải trường cái râu dài ra như thế này để cho nó đẹp. Hiện tại ở chỗ mình á thì mình chỉ thấy cái loại dừa này á là có màu sắc rất là đẹp. Nó đẹp nhất trong các loại dừa mình từng thấy. Cái màu của nó vàng nhưng là không quá đậm mà cũng không quá nhạt, nó vàng rất là dịu, nhìn rất là dễ chịu. Các bạn đem chưng lên cái bàn thờ thì nhìn nó rất là đẹp. Như các bạn đã biết á, thì ở miền Nam á, thì ngày xưa á, thì người ta thường là chưng nho mâm ngũ quả là với những cái loại quả như là cầu, dừa, đủ, sai, đó là mãng cầu, quả dừa, quả đu đủ và quả xoài, hoặc là xài. Nhưng hiện tại thì nó có xuất hiện thêm một cái quả gọi là quả dư. Quả dư này mình cũng mới biết những năm gần đây thôi, chứ hồi xưa chắc không có quả dư hay là có mà ở đây không biết. Loại quả này á, thì nó miền ngoài mình không biết gọi là tên gì, nhưng ở châu Nam thì nó gọi là quả dư. Nên những năm gần đây thì người ta thường trưng là cầu dừa dư xài, chứ không có đủ như ngày xưa nữa. Đây có thể coi là một cách gọi là cải tiến trong cách cầu nguyện của dân miền Nam. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi mà chúng ta đã bỏ vào bọc xốp xong. Mình nghĩ là bỏ như thế này á, thì nó sẽ hạn chế được sự cọ xát giữa những trái khi mình bỏ chung vào mình đem đi bán á, thì nó hạn chế được cái này và sẽ Quay làm cho chơi. quả dừa nó không bị chảy. Tuy nhiên thì theo ý của mình á, thì bỏ như thế này thì nhìn nó không được đẹp. Mình nghĩ phải nên có những cách đóng gói khác nhìn nó đẹp hơn như thế này. Và video giới thiệu về loại dừa tam quang, một loại dừa có màu sắc rất là đẹp, có thể dùng để trưng ra các dịp Vừa lễ để bán Tết nhiêu cái trên cái phần thờ. Thấy thấy mà ngoại chứ vừa thường á nó sơn cái màu vàng lên á, lấy nó sơn màu vàng ấy, lấy cái chiếc đỏ viết lên và nếu các có bạn có tại biết những cái loại dừa nào tại có nguyên màu chất sắc đẹp tương tự những loại màu dừa sắc này đẹp thì lắm, mời sơn các bạn vàng để đậm như comment là ở bên dưới để chúng ta cùng thảo luận đúng thêm nhé. rồi vàng đồng đẹp lắm. Và nếu cảm thấy video này có chút xíu gì đó thú vị thì hãy like và share để cho mọi người cùng xem nhé, và đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất từ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.